Xin chào các bạn, Zalo cho phép bạn thay đổi hình nền trong khung chat để phù hợp hơn với tâm trạng hoặc đối tượng tham gia chat. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn thay đổi hình nền cửa sổ chat Zalo trên điện thoại như sau. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào Zalo, sau đó chọn một người bạn chat. Ở đây tôi chọn OK chẳng hạn. Các bạn nhấp vào cái nút ba gạch ở góc trên phải màn hình. Sau đó chọn đổi hình nền. Đó, khi đó xuất hiện các cái hình nền mặc định của Zalo. Nếu mà muốn đổi hình nền cho cả hai bên thì các bạn tích vào dấu màu xanh ở đây. Nếu không muốn đổi thì bỏ dấu tích. Ở đây chẳng hạn tôi đổi hình nền cho cả hai bên. Tôi tích màu xanh. Muốn lấy hình nền ở trong điện thoại, các bạn vào nhấn vào nút biểu tượng camera. Ở đây tôi chọn một hình bông hoa chẳng hạn. Sau đó nhấn nút xong. Nhấn vào nút tam giác có màu xanh. Nhấn vào nút xong. Đó, lúc đó các bạn nhìn thấy màn hình đã thay đổi. Màn hình không chat đã thay đổi. Để thay đổi màn hình không chat khác hoặc quay về mặc định ban đầu, các bạn làm tương tự. Chọn vào nút gạch ngang 3 chấm. Chọn đổi hình nền. Sau đó nếu muốn thay đổi hình nền thì nhấp vào nút camera. Nếu quay về mặc định ban đầu không thay đổi thì nhấp vào ô có nền màu trắng. Sau đó nhấn nút xong. Đấy, như vậy là đã xong. Xin chào các bạn.